Sáng nay, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị Quốc hội quan tâm xem xét việc ban hành xuất bản sách giáo khoa để tránh tình trạng lãng phí, vì hiện nay mỗi năm một bộ sách tốn kinh phí nhà nước và phụ huynh. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị tăng cường thời lượng môn lịch sử ở các bậc trung học phổ thông, vì đây là môn học có mục đích giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các em học sinh. Liên quan tới đầu tư hạ tầng cho đồng bằng sông Cửu Long, nhất là ở thành phố Cần Thơ, trong đó có Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giao thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm hạ tầng giao thông, hệ thống các bệnh viện, trường học, hệ thống thoát nước để hạn chế tình trạng ngập nghẹt. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các bộ ngành trung ương sớm tổ chức thực hiện nghị quyết 45 của Quốc hội, để thành phố Cần Thơ thực sự xứng đáng là trung tâm động lực của vùng đồng bằng như kỳ vọng của Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ và nhân dân thành phố.